Rồi hello anh em, đây lên giới thiệu cho anh em một con cưa xích ha. Con này là con Komatsu G36. Con này thì nòng 36 ly luôn anh em, 36cc luôn. Đây, Genoa Komatsu. Cái bên nắp lam này nó hơi bị chạy xíu, cái máy còn ok ha, ngon lành hết. Đây lam Latin còn dày luôn, ở đầu Latin còn dày luôn, lữ còn dày luôn anh em, đó lữ còn dày luôn. Rồi khi mua hàng thì em cho tặng theo cái bao lam zin luôn ha. Đây bao lam zin theo máy luôn với một cây tiếp mở bugi ha. Rồi để test nổ cho anh em xem. Rồi con này thì chạy bao khỏe luôn ha anh em,